khi mà bị thần kinh tọa ấy, thì chỉ cần một cái huyệt ở trên cái mu bàn tay này thì chúng ta sẽ trị được cái bệnh này nha. Với điều kiện là chúng ta sẽ day kiên trì hàng ngày. Trước nhất là chúng ta sẽ xác định được cái huyệt trung chữ. Cái huyệt trung chữ thì nó sẽ nằm ở đây này các bạn. Các bạn đưa cái mu lòng bàn tay lên. Và từ cái ngón út này và tới cái ngón kế út ý, khi mà nằm ở cái rẽ, cái thẳng cái này kéo xuống tới cái phần hõm này này, thì đây chính là cái phần huyệt trung chữ nha. Các bạn day mỗi ngày để cho nó có thể là tác động và điều trị về cái bệnh thần kinh tọa. Cách làm như sau. Chúng ta xác định cái huyệt này này. Chúng ta kéo dài cái hõm từ cái kẽ này này vào tới đây khoảng 2,5 cm. Và chúng ta xác định cái huyệt lõm đây và chúng ta day nha. Chúng ta day theo vòng kim đồng hồ và xoay theo một chiều khoảng 20 đến 30 lần nha các bạn. Huyệt trung chữ nha các bạn. Hoặc là chúng ta có thể miết, chúng ta dùng cái ngón cái này này, cái phần thịt ấy nha. Chúng ta miết như thế này. Chúng ta miết từ cái rãnh như thế này, miết xuống. Miết xuống. Với cái phần huyệt này khi mà nó trúng huyệt thì nó sẽ có một cái phần hõm và nó sẽ tê tê nha các bạn. Trúng huyệt thì nó sẽ tê nha. Và chúng ta sẽ làm khoảng 20 đến 30 cái mỗi ngày. Thì nó có rất là nhiều tác dụng và để trị cái bệnh mà thần kinh tọa đấy. Đây là một cái mẹo, một cái huyệt, một cách trị bệnh cực kỳ đơn giản. Chia sẻ để cho mọi người mình cùng tham khảo nha.